Đại Kinh Guacha Gota thuộc Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, xuất bản năm 2020 bởi nhà xuất bản Hồng Đức. Nhờ lắng nghe Đức Phật truy nguyên nguồn gốc của khổ đau, từ tham ái, giận dữ, si mê và khích lệ từ bỏ mười nghiệp bất thiện, giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói chia rẽ nói thô ác, nói phù phiếm, tham, sân, tà kiến. Dù sĩ Vajra Gota trở thành tăng sĩ, tu tập chân chính, chứng đắc thánh quả. Nội dung bài kinh Vajra Gota Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, tức Vương Xá, Gueluvana, tức Trúc Lâm, nơi Kalandakana quả vã, chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi du sĩ ngoại đạo Wachagota đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Wacha Gota thưa với Thế Tôn. Đã lâu rồi, tôi mới được hầu chuyện với tôn giả Gotama. Lành thay, nếu tôn giả Gotama giảng cho tôi một cách vắn tắt các thiện và bất thiện pháp. Này Wacha, ta có thể giảng cho ông một cách vắn tắt các thiện và bất thiện pháp này quá cha ta có thể giảng cho ông một cách rộng rãi các thiện và bất thiện pháp nhưng này quá cha ta sẽ giảng cho ông một cách vắn tắt các thiện và bất thiện pháp hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng thưa vâng tôn giả du sĩ ngoại đạo gót Gotta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Tham, này quá trá, là bất thiện. Vô tham, là thiện. Sân, này quá là bất thiện. Vô sân, là thiện. Si, này quá trá, là bất thiện. Vô si là thiện Như vậy Này quá chá Bà Pháp là thiện Bà Pháp là thiện ba Pháp là bất thiện Sát sinh Này quá chá Là bất thiện Từ bỏ Sát sinh Là thiện Lấy của không cho Này quá chá là bất thiện. Từ bỏ lấy của không cho là thiện. Tà hạnh trong các dục này quá chat là bất thiện. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. Vọng ngữ này quá chat là bất thiện. Từ bỏ vọng ngữ là thiện. Nói hai lưỡi này quá chạ là bất thiện Từ bò nói hai lưỡi là thiện Nói ác khẩu này quá chá là bất thiện Từ bò nói ác khẩu là thiện Nói lời phù phiếm này quá chá là bất thiện Từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện San tham này quá chá là bất thiện không san tham là thiện sân này quá chá là bất thiện không sân là thiện ta kiến này quá chá là bất thiện tránh kiến là thiện như vậy này quá chá mười pháp là bất thiện mười pháp là thiện. Này quá khi ái được một tỷ kheo đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la không được tái sinh, không thể sinh khởi trong tương lai. Tỷ kheo ấy là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, tránh trí giải thoát. Mong sự việc này là như vậy đối với tôn giả Gotama. Nhưng không biết tôn giả Gotama có một tỷ kheo là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc với thượng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này quát không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, mà còn nhiều hơn thế nữa là những tỷ kheo đệ tử của ta đã đoạn trừ các lậu hoặc với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Mong sự việc này là như vậy đối với Tôn giả Gotama, mong sự việc này là như vậy đối với các tỳ kheo. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một tỷ kheo ni là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này quát không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, mà còn nhiều hơn thế nữa là những tỳ kheo ni đệ tử của ta đã đoạn trừ các lậu hoặc với thượng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát Mong sự việc là như vậy. Đối với Tôn giả Gotama, mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo ni. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng theo phạm hạnh sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết trừ được hóa sinh, nhập niết bàn tại chỗ ấy, không phải trở lại đời này nữa. Này cha không phải chỉ một trăm, không phải chỉ hai trăm, không phải chỉ ba trăm, không phải chỉ bốn trăm, không phải chỉ năm trăm, mà còn nhiều hơn thế nữa là những nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh. Sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, nhập niết bàn tại chỗ ấy, không phải trở lại đời này nữa. Mong sự việc là như vậy đối với tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo ni. Mong sự việc là như vậy đối với các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng theo phạm hạnh. Nhưng không biết tôn giả Gotama có một nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, tuy hưởng dục lạc nhưng xây dựng thánh giáo, chấp nhận giáo huấn đã độ nghi đoạn hoặc Chứng đắc vô sở ý Không dựa vào người khác Sống trong thánh giáo của Bậc Đạo Sư Này Whatcha Không phải chỉ một trăm Hai trăm Ba trăm Bốn trăm Không phải chỉ năm trăm Mà còn nhiều hơn thế nữa Những nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc nhưng xây dựng thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy đối với các tỷ kheo mong sự việc là như vậy đối với các tỷ kheo ni mong sự việc là như vậy đối với nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh mong sự việc là như vậy đối với nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng thụ hưởng dục lạc nhưng không biết tôn giả Gautama có một nữ cư sĩ là bậc đệ tử, sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh. Sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, nhập niết bàn tại chỗ ấy, không trở lại đời này nữa. Này Wacha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba không phải chỉ năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa. Những cư sĩ nữ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kết dử, được hóa sinh, nhập niết bàn tại chỗ ấy, không trở lại đời này nữa mong sự việc là như vậy đối với tôn giả gotama mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo ni mong sự việc là như vậy đối với các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh mong sự việc là như vậy đối với các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ các dục lạc mong sự việc là như vậy đối với các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh nhưng không biết tôn giả gotama có nữ cư sĩ là đệ tử sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc nhưng xây dựng thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. Này Wat Chá, không phải chỉ một trăm, không phải chỉ hai trăm, không phải chỉ ba trăm, không phải bốn trăm, không phải 500 mà nhiều hơn thế nữa là những nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc, nhưng xây dựng thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở ý, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư thưa tôn giả gotama nếu tôn giả gotama đã thành mãn pháp này nhưng các tỷ kheo không được thành mãn như vậy phạm hạnh này đã không được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả gotama vì rằng tôn giả gotama đã thành mãn pháp này và các tỷ kheo cũng được thành mãn như vậy phạm hạnh này đã được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả gotama nếu tôn giả gotama đã thành mãn pháp này các tỳ kheo đã thành mãn và các tỳ kheo ni không thành mãn như vậy phạm hạnh này không được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả gotama vì rằng tôn giả gotama đã thành mãn pháp này các tỷ kheo đã thành mãn và các tỷ kheo ni đã thành mãn như vậy phạm hạnh này được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả gotama nếu tôn giả gotama đã thành mãn pháp này các tỷ kheo đã thành mãn các tỷ kheo ni đã thành mãn và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh không thành mãn như vậy phạm hạnh này đã không được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả gotama vì rằng tôn giả gotama đã thành mãn pháp này các tỷ kheo cũng đã thành mãn các tỷ theo ni cũng đã thành mãn các cư sĩ nam sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh cũng đã thành mãn như vậy phạm hạnh này đã được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả gotama nếu tôn giả gotama đã thành mãn pháp này các tỷ kheo đã thành mãn các tỷ kheo ni đã thành mãn các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn nhưng các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc không thành mãn như vậy phạm hạnh này không được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả gotama vì rằng tôn giả gotama đã thành mãn pháp này các tỳ kheo đã thành mãn các tỳ kheo ni đã thành mãn các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc đã thành mãn. Như vậy, phạm hạnh này được đầy đủ về phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này các tỳ kheo đã thành mãn, các tỳ kheo ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc đã thành mãn, nhưng các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh không thành mãn. Như vậy phạm hạnh này không được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả gotama vì rằng tôn giả gotama đã thành mãn pháp này các tỷ kheo đã thành mãn các tỷ kheo ni đã thành mãn các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ các vật dục đã thành mãn và các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn như vậy phạm hạnh này được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả Gotama nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này các tỷ kheo đã thành mãn các tỳ kheo ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc đã thành mãn, các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn, nhưng các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc, không thành mãn. Như vậy, phạm hạnh này đã không đầy đủ về phương diện này. Thưa tôn giả Gotama, vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các tỷ kheo đã thành mãn, các tỷ kheo ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn. Các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc đã thành mãn. Các nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn. Các nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ các vật dục đã thành mãn. Như vậy, phạm hạnh này được đầy đủ về phương diện này thưa tôn giả Gotama ví như con sông hằng hướng về biển cả chảy về biển cả xuôi dòng về biển cả liền đứng lại khi xúc chạm với biển cả cũng vậy hội chúng này của Gotama gồm có cư sĩ và xuất gia hướng về niết bàn chảy về niết bàn xuôi dòng về niết bàn đứng lại khi xúc chạm với niết bàn. Thật vì diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Thật vì diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Này con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng, mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Này Watcha ai trước kia thuộc ngoại đạo muốn xuất gia trong pháp và luật này muốn thọ đại giới người ấy phải sống bốn tháng biệt chú sau bốn tháng nếu các tỷ kheo hoan hỷ có thể cho vị ấy xuất gia cho thọ đại giới để trở thành tỷ kheo nhưng ở đây ta biết sự sai biệt về tâm tính chúng sinh Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoại đạo, muốn xuất gia trong pháp và luật này, muốn thọ đại giới, phải sống bốn tháng biệt chú. Sau bốn tháng, nếu các tỷ kheo hoan hỷ, có thể cho những vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành tỷ kheo. Con sẽ sống biệt chú bốn năm. Sau bốn năm, nếu các tỳ kheo hoan hỷ hãy cho con rút ra cho con thọ đại giới để thành tỳ kheo dù sĩ ngoại đạo vajra gót tạ được rút ra với thế tôn được thọ đại giới không lâu sau khi thọ đại giới nửa tháng sau khi thọ đại giới tôn giả vajra gót tạ đi đến thế tôn sau khi đến đành lễ thế tôn ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên tôn giả wacha gottat bạch thế tôn bạch thế tôn cho đến mức độ trí hữu học minh hữu học có thể chứng đạt con đã chứng đạt mong thế tôn dạy cho con pháp khác cao hơn vậy này wacha hãy tu tập hai pháp cao hơn này chỉ và quán này chá hai pháp này được tu tập cao hơn chỉ và quán sẽ đưa đến sự thể nhập vào một số giới sai biệt này chá nếu ông muốn như sau ta muốn chứng được các loại thần thông ta có thể một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân ta có thể hiện hình biến hình đi ngang qua vách qua tường qua núi như đi ngang hư không ta có thể độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước ta có thể đi trên nước ta có thể đi trên nước không chìm như đi trên đất liền ta có thể ngồi kiết già ngang qua hư không như con chim với bàn tay ta có thể chạm và giờ mặt trăng mặt trời những vật có đại oai lực đại oai thần như vậy ta có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên ông sẽ đạt được cái gì có thể chứng ngộ ở tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng này Watcha nếu ông muốn như sau với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân ta có thể nghe được hai loại tiếng loài trời và loài người xa hay gần ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng này, Watcha, nếu ông muốn như sau, mong rằng ta có thể biết được tâm của các chúng sinh khác, của các người khác với tâm của ta. Tâm có tham, ta có thể biết được là tâm có tham. Hay tâm vô tham, ta có thể biết được là tâm vô tham. Hay tâm có sân, ta có thể biết được là tâm có sân. Hay tâm vô sân, ta có thể biết được là tâm vô sân. Hay tâm có si, ta có thể biết được là tâm có si. Hay tâm vô si, ta có thể biết được là tâm vô si. Hay tâm chuyên chú, ta có thể biết được là tâm chuyên chú hay tâm tán loạn ta có thể biết được là tâm tán loạn hay tâm đại hành ta có thể biết được là tâm đại hành hay tâm không phải đại hành ta có thể biết được là tâm không phải đại hành hay tâm chưa vô thượng ta có thể biết là tâm chưa vô thượng hay tâm vô thượng ta có thể biết là tâm vô thượng hay tâm định ta có thể biết là định tâm hay không phải là định tâm ta có thể biết là không phải định tâm hay giải thoát tâm ta có thể biết là giải thoát tâm hay không phải là giải thoát tâm ta có thể biết là không phải giải thoát tâm ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Này Wacha, ông có thể muốn như sau. Ta có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sinh ra tại chỗ nọ tại chỗ ấy ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ nọ ta được sinh ra ở đây như vậy ta có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng này whatchap ông có thể muốn như sau với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân ta có thể thấy được sự sống và chết của chúng sinh ta có thể biết rằng chúng sinh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ những chúng sinh này làm những ác hạnh về thân ngữ và ý phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sinh nào làm các hiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo tránh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tình siêu nhân, ta có thể thấy sự sống và chết của chúng sinh. Ta có thể biết chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Này Wacha, ông có thể muốn như sau. Với sự đoạn trừ các lậu hoặc, mong rằng ta có thể với thượng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ông sẽ chứng đạt những gì có thể chứng ngộ tại đây, nếu ông còn giữ được đối tượng. Rồi tôn giả Wacha hoan hỷ, tùy hỷ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đành lễ Thế Tôn thân phía hữu hướng về ngài rồi từ biệt. Rồi tôn giả qua cha độc chú viễn ly, không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu với thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an chú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Vì mục đích này, hiện ra nam tử chân chính xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến tôn giả biết sinh đã tận phạm hạnh đã thành việc nên làm đã làm sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa và tôn giả vajragotta đã trở thành một vị a-la-hán khác nữa sau một thời gian, một số đông tỷ kheo đi đến yết kiến Thế Tôn. Tôn giả Wacha tác thấy các tỷ kheo từ đằng xa đi đến. Sau khi thấy, liền đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo ấy như sau. Này, chư tôn giả đang đi đâu? Thưa hiền giả, chúng tôi đi đến yết kiến Thế Tôn. Vậy, chư tôn giả hãy nhân danh tôi, cúi đầu đành lễ chân Thế Tôn và thưa. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo hoa cha gốt tác, cúi đầu đành lễ chân Thế Tôn và nói như sau. Thế Tôn đã được con hầu hạ, thiện thể đã được con hầu hạ. Vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Wacha tác rồi các tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn già Gót Gotta, cúi đầu đành lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn như sau. Thế Tôn đã được con hầu hạ. Thiện thể đã được con hầu hạ này các tỷ kheo ta đã được biết tâm của tỷ kheo wachagotta với tâm của ta như sau tỷ kheo wachagotta là bậc tam minh có đại thần lực có đại uy lực các chư thiên cũng báo với ta ý nghĩa ấy tỷ kheo wachagotta là bậc tam minh có đại thần lực có đại uy lực. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.